Vân xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Này cả nhà ơi, Vân đang ở công ty cùng anh xã và chị Năm với lại gia đình ở đang ở công ty hay cả nhà. Bọn mình đang định nấu gà hầm với lại khổ qua với lại cái này mình phải nói. Đây là cái trái khóm đó cả nhà, khóm người ta muối với lại đậu nành, đậu tương á nha. Kiểu như là đậu nành với lại khóm muối chung với nhau, muối mặn luôn cả nhà. Thì mình nấu canh với lại cái hũ này với lại khổ qua xanh ha cả nhà. Đây Vân có một con gà đây cả nhà, một con gà người ta chặt sẵn ở bên dưới là Vân có một ký ký đài là cái bao tử của con gà cái mề gà á cả nhà, và một ít gừng. Ở bên đây thì Vân đã chuẩn bị một nồi canh, một nồi nước sôi ha cả nhà, để chuẩn bị mình nấu. Gà này thì Vân đã luộc sơ qua và rửa sơ qua rồi cả nhà. Rửa sạch rồi chứ không phải rửa sơ nữa. Gà này Vân đã luộc sơ qua và rửa rất là sạch rồi ha. Còn bên này hai dì cháu đang rửa rau. Trời ơi. Để cho mẹ ăn lát, mẹ sắt. Ôi bưng kìa. Bưng te te đi kìa. Đây cả nhà, đây là hai trái khổ qua. Hai trái khổ qua hôm nay sẽ nấu hai trái khổ qua này ha cả nhà. Cả nhà coi trái khổ qua nó bự chưa nè. Bự cà ná luôn cả nhà. Rất là bự luôn. Bự hơn cả bắp tay của Vân nữa cả nhà. Bự hơn cả bắp tay của Vân luôn. Còn bên này là dưa leo ha cả nhà. Đây dưa leo ăn sống. Cái dưa leo bên này khác chứ dưa leo Việt Nam mình cả nhà. Dưa leo này loại này. Ở bên này thì có một ít đồ ăn chính. Thì họ mấy anh em trong đám đang ăn từ từ. Tại nó quá đói rồi. Vừa đi làm xong quá đói rồi cả nhà. Cho nên đã ăn trước rồi. Đi gọi đây. Chị Năm đang rửa rau cả nhà. Đây là rau muống ống cả nhà ơi. Rau muống ống. Mình thèm rau muống, lấy một ít rau muống về lát nữa mình trụng mình ăn luôn. Cái này là giống như ăn lẩu. Rau muống đồng hả? Ừ. Đó, rau muống này ăn nó ngon lắm. Rau muống trồng. Wow. Con để nó đi rửa thêm lần nữa nè. Đây, sao bán sọ. Để phụ. Rồi, để nha. Ô. Bỏ vô đây. Ủa mày. Bỏ vô đi con. Đổ. Đổ vô. Ô, đổ vô. Đổ ra. Rồi ok, xin theo. Rồi để ghế đi con, để ghế. Rồi để ghế đây nè. Ghế ướt rồi đó, không có ngồi nghe, ghế ướt rồi không ngồi nghe. Trời ơi. Thay sao. Rồi bây giờ mình bỏ gà vô nấu ha cả nhà. Lấy cái gì? Lấy cái muỗng hả? Đó, lấy cái cháo. Cẩn thận nấu nha. Mình bỏ thịt gà vô mình nấu cả nhà ơi. Trời ơi, tao mệt quá à. Cái tay mới rửa rau hả? Bỏ hết gừng vô đi. Bỏ hết gừng vô mình nấu ha cả nhà. Rồi, thịt gà. Nặng quá, nguyên con gà nặng hả? Mama. Bây giờ mình cái nồi nhiêu mà nấu cũng được cái. Bỏ hết đi, lát nữa không đủ nước mình cho nước sôi vô là được rồi. Mưa hả? Trời đang mưa hả? Lớn vậy? Gió hả? Gió một cua. Rồi, đây ơi. Đầy luôn rồi. Còn cái bếp nữa đúng không? Thôi kệ đi, nhiều được rồi. Nóng nhiều quá, trời đặc luôn. Để tập lum tới la nữa. Đặc quá, đặc luôn. Quá trời ngon. Để rau đâu mà cần thêm đầu nữa. Lát múc cái nước ra cho thêm nước vô, lấy cái nước nồi đó trụng rau. Có cậy ăn đại gì đi. Ừ. Trụng đại gấp lên. Còn phong lị, còn khủ qua đồ nữa. Lát nữa múc ra một nồi nữa. Không, cái này bây giờ múc liền chứ. Cái nồi này nè chị Năm, nồi này to hơn nè. Đóng nước. Nồi này nè. Thôi, cái nồi đó không có được, cái nồi đó nấu không được. Nấu dưới không được hả? Dưới nó dày quá. Mình còn một cái bếp ga nữa. Còn cái bếp ga bên kia. Quay nắp bên hãy vô cái quả sư lù. Bao mà nã xuống lại ha. Chủ lèn cơ. Quả sư lù. Che dông, quay. Này kính hai chàng. Quay này từ quả sư lù che của. Nè, chạy cho bên. Ở đây là nó là cái chỗ của nó mà mày nói cái chỗ nó còn cái ga nữa. Nó đi lấy về kìa. Tao biết rồi. Nó đi lấy về kìa. Bỏ đây nấu luôn đi. Rồi mình bắt thêm một bếp cả nhà ơi. Một bếp không đủ.
con gà bự quá. Tớ tớ. À má súng nhăn súng nhắt à. Nó cần nó cần nát sổ. Rồi, bắt hai nồi nha cả nhà. Bắt hai nồi lên nấu. Tôi mau. Bây giờ mình sẽ xắt cái khổ qua ha cả nhà. Rồi trái khổ qua nó bự. Quá bự rồi. Nó đây. Cái tô đây nè. Cái tô đây nè. Ngồi với bà bán cá. Nè, đây chứ. Cái muỗng đó, nè. Lấy một thùng hơi nó vô cái móng là chết luôn nè. Chứ cái này là phong lý, phong lý cái mẹ nó đi phong lý phì hả? Phong lý tập phì à? Có gì xưa à? Phong lý phì mà lua lì nè, như mẹ này cua than nhìn mới hấp dẫn. Chưa chưa cái này. Na mày làm trước đi. Xong rồi. Đi tô đây nè. Nó bị hết rồi. Tụng. Chia làm hai nha. Đi thấy đâu? Bên đây 1/3, bên đây 2/3. Đây là ngò hả cả nhà? Sắp một ít ngò lát nữa bỏ vô cho nó thơm. Rượu vô hả cả nhà? Bỏ miếng rượu vô. Đây là rượu trắng hả cả nhà? Chai này chai rượu trắng Đeo Lì Mỹ Triều. Rượu nấu ăn. Bên này cũng bỏ luôn. Ồ, bên này nước bọt nó trong hơn nè. Nó sôi nặng lên nè. Bỏ nhiều chút cho nó thơm. Nhiều chút. Trứng. Để vô chết mẹ rồi, mút quá thì bên kia cái nồi bên kia không có đầy cho bên kia không vậy ông mà bên kia lắc nữa qua đây miếng lên đây nấu gì ăn xong hết tông ha tông à mút quy kinh nhau biết chữ khay của như trên này cũng qua băng sang kia cuốn sang bên đó giống mình à. bỏ khổ qua vô nha cả nhà. Khổ qua với khổ qua ngồi đó đứng hoài cái nói cái nào cho đúng. Khổ qua u a qua qua khổ qua mà ông đánh giận vậy, ông đóng giận đánh giận khổ qua coi. Khổ qua. Sao nhẹ nhàng vậy? Khổ qua. Nhưng mà sao mà khổ qua chẳng nó mà không bu. Mẹ hả? Khổ qua. Cái giọng con mới dám mà nhà nó khổ quá. Khổ ý chiêu quá. Quá. Sao nói gì? Mẹ ơi kỳ quá. Mẹ ơi kỳ quá. Nó đang ăn một miệng mà nó đưa sát vô trong mà hết hồn à. Muốn ăn luôn cái gì á. Ăn gì trời, ngồi một góc ăn gì đó hả? Ngồi một góc vậy nè, ngồi ăn vậy nè. Trời ơi. Đói chết ngựa nhỏ rồi. Hồi sáng uống có một bình sữa tới giờ đó. Trời ơi. Nó đi theo ba mẹ khổ không đi nữa đâu. Ngồi góc ăn cục xôi cả nhà ơi. Ngồi góc ăn cục xôi nè, thấy cưng không?
mini chứ cơ. Hai cả nhà ơi, bọn mình nấu xong rồi đây cả nhà ơi. Giấu cái đầu xuống. Đây cái nồi canh khổ qua, gà nấu hoặc gà hầm khổ qua với lại khóm. Khóm mà kiểu như là khóm người ta muối á cả nhà, khóm người ta muối tương á. Rất là ngon, đây cũng là một món đặc sản của Đài Loan hả chị Năm hả? Món đặc sản của Đài Loan, đây khóm khóm muối vậy nè cả nhà. À, cái nồi này mình không có cần nêm muối bột ngọt gì hết cả nhà, tại cái muối muối khóm đó đã mặn rồi ha, nó vừa đủ luôn cho nên không cần nêm gì hết. Mà mình ăn với chấm này nè. À, mình chấm, mình pha cái muối ớt, mình bỏ cái miếng nước canh vô mình trộn rồi mình chấm thôi. Đó, muối ớt, trời ơi. Muối ớt này nè cả nhà. Nhìn mà chảy nước miếng luôn á. Đặc biệt ngon luôn. Mình pha cái nước này làm nước chấm thôi cả nhà. Rồi. Rồi mình ăn tới đâu mình trụng rau muống tới đó cả nhà ơi, ăn cùng với rau muống. Đây, ngồi đầy đủ rồi cả nhà ơi. Ngồi đầy đủ rồi. Đó. Quá trời. Đây, múc ra cả nhà ơi, múc ra đây. À, à bé khai hỏa nè, mình cha sai cha suy chủ mà. Xin lau ít điện. À bé, bé phải lau đi. Ờ, lần khi lau củ qua gì vậy? Củ qua. Nhớ. Thôi ăn đi em cho được rồi. À ăn đi. Nóng rồi con ơi, cẩn thận nóng nha. Nóng nha. Ồ chắc cơ cua lại tiền. À bé chắc cơ cua lại tiền mấy mẹ cho nó đi thay nó cờ. Rồi. Mẹ. Nóng rồi con nha. Ngon quá, con không biết ăn củ qua ngon vậy. Nhà không biết cái củ qua ngon vậy hả? Trời ơi, không biết củ qua ngon vậy. Là con đi xem xưa, đi xem xưa. Ảo cù. Nãy con không biết khổ qua ngon như vậy mà giờ ảo cù. Ăn đắng tốt con ơi, ăn đắng tốt cho sức khỏe. Ăn đắng cho mới tốt cho sức khỏe con. Tôi ăn cái gì cũng được cho ngon. Đây, múc rồi cả nhà. Ở bên này người ta có bán cái lẩu này không ha cả nhà? Ở ngoài có cái tiệm, mấy người ta mở rất nhiều tiệm đặc sản là coi như là chỉ nấu món gà hầm khổ qua với lại khóm như thế này á cả nhà, là rất là đông khách luôn. Cái món này cũng là một trong những món lẩu của Đài Loan á cả nhà. Rau ở dưới theo Xamen á, rau cho Xamen á. Đó, rau nó nhiều, có cật, có không phải? Có gì bao cái đó là gọi gì? Bao tử hả? Mè gà. Có mè gà. Cái mè. Đây. Cái mè gà hả? Cái mè. Ồ. Ồ, mè gà đúng rồi, mè gà ngon quá. Nóng quá. Rồi, cho mấy ông anh chị chứ. Ngon mà con ăn trước đi, con ăn ngon. Nóng quá hả? Ủa con có muỗng hả? Tôi có cái muỗng à. Có cái muỗng chị Năm lấy rồi. Để đũa. Lại con ăn muỗng đi. Lấy muỗng uống canh. Dê hả? Lấy muỗng uống canh. Sao quá. Ừ. Ăn cái gì nó cũng ăn. Văng để cho em xuống cân của. Ngồi xa xa là. Đây là cuộc sống bình dị của chị em ở Đài Loan. Ông nói là bên Đài Loan trời đó cái tô bự hơn cái mặt. Khám bữa tao đi tao liền là nhìn không thấy cái mặt ông đâu hết á. cười rồi hả? Ông nói là ở Đài Loan ăn là ăn phải ăn cái tô như vậy đó. Đó là chỉ có dân trên núi cả nhà. Ông là người trên núi á. Trời ơi, cười quá cười rồi. Bé tôi nói cười quá cười rồi. Bỏ rau vô ngon cả năm chị Năm. Bỏ rau muống vô chị Năm. Chú ơi, đang ăn thịt mà. Để đến chính quan. Chú ăn hết thịt nè. Tội. Đó đũa đây nè. Ừ.
bỏ rau muống vô ăn cả nhà ơi. Khổ qua dễ độc, rau muống cũng dễ độc ha. Ăn lá khô, nghe nói là ăn cái lá gì khoai lang hả? Ăn rau lang hả? Rau lang sao? Rau lang giải độc hả? Rau lang nó không bị chiến dịch, nghe người ta nói như vậy à. Ngày mai rau lang lên giá cho coi. Nghe người ta nói khoai lang giá. Quá trời. Ngon không Tua? Ngon không con? Ngon hả? À, hai cha con kìa. Đây bỏ rau vô nè cả nhà ơi, bỏ rau vô nè. Wow, nhìn ngon quá. Bỏ rau vô nhìn quá tuyệt vời luôn ạ. Thank you.
thôi. Con là cô lại đây mà. Hả? Bí thư con là bí thư chi đô thăm cô lại. Chi đô thăm. Ở đây bé hai rồi đi cô. Khi còn. Đúng không? Chúng ta kiếm xuống rồi mẹ. Thất thật rồi, ăn gì rồi. Nếu lộn thì lâu, 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 nó còn lâu, lâu, nó còn phải là ăn lâu thay à. Chú chú là chú mà, à, bú yêu chén, 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 mà. Có phải đi bắn lần là, em có thể mình cây, cây, cây. Ở đây nó nói, chú lại sao đi, ăn cái nó đã đi. Chứ tự nhiên cái gì, kêu, kêu, đừng có ăn cái này, đừng có ăn kia. Chú nó bắt đầu căng ra, kêu, đừng có ăn cái này, đừng có ăn cái kia, rồi sao ăn. Chú thấy đây, ừ. Đâu có canh giao phải ăn không ha? Đừng đừng ăn cái này, đừng múc nước canh rồi cầm lâm cây tải lên đổ mẹ đây chảy nước canh mà kêu đừng ăn nước canh mà sẽ chết rồi.
từng nó cứ thăm lần rồi sẽ ok thôi không rồi không rồi một lần mình cũng thăm thôi thôi tính tổng sống chết trong đâu nữa. Nó gọi như mới dùng, cô này nó nói con này. Nó bây giờ ta thiếu con gì? Ta một con dao hả? Thầy dùng cho Hảo đó. Thầy dùng cho Hảo. Tông tao vẫn theo ta tụng cho chuyện cô tôi xuất phần. Hết ra cưới à? Dùng mấy dầu ra. Cả nhà ơi, ăn xong rồi ai cũng chạy hết, còn hai người phụ nữ chuẩn bị dọn. Quá no rồi. Hai người phụ nữ chuẩn bị dọn cả nhà ăn, ơi. Ăn vô xong. Ăn hết rồi còn như... một ít. Ăn hết rau rồi còn thịt không rồi cả nhà. Giống như chim cánh cụt luôn rồi. Đi như chim cánh cụt. Ê.
Hai cả nhà ơi, video hôm nay cũng khá là dài rồi ha cả nhà. Chị em nhà Vân dừng video tại đây cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem hết video clip này. Nếu các bạn thấy thích video clip hay giúp Vân đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người mình cùng xem. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.